Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo khoa học thảo luận góp ý dự thảo luật đất đai sửa đổi. Dự hội thảo có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng, Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất Bộ Tài nguyên và Môi trường Đào Trung Chính và hơn 250 đại biểu từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, đơn vị, địa phương của thành phố và các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp. Phát biểu khai mạc hội thảo, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, nhận thức được tầm quan trọng của việc góp ý dự thảo luật đất đai sửa đổi, Thành ủy Đà Nẵng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ và yêu cầu của Trung ương. Các ban ngành, đoàn thể và các quận huyện, phường xã đã triển khai một cách đồng bộ, khẩn trương với nhiều hình thức đa dạng đảm bảo yêu cầu đề ra. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thống nhất với 4 chủ đề trọng tâm tại hội thảo nhằm giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra và đề nghị các chuyên gia, nhà khoa học, các đại biểu tham dự tập trung phát huy trí tuệ, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các chuyên đề nhằm góp phần hoàn thiện dự thảo luật đất đai sửa đổi với mục tiêu phát huy nguồn lực đất đai, khắc phục những hạn chế bất cập đã được xác định trong quá trình tổng kết việc thi hành luật đất đai 2013. Tôi cho rằng là chúng ta cần phải đi sâu vào các cái quy định một cách cụ thể hóa những cái nội dung này. Về mặt tư tưởng, quan điểm thì là như vậy. Nhưng mà trên thực tế thì ở đây rất nhiều các đồng chí đang là những người làm công tác thực tiễn. Tôi muốn là các đồng chí phải đặt vào những cái nội dung nó rất cụ thể. Tôi đề nghị Ban Cán sự Đảng, Ủy ban thành phố chỉ đạo các sở ban ngành và địa phương phát huy vai trò, trách nhiệm, năng lực và kinh nghiệm trong thực tiễn tham gia góp ý các điểm mới trong dự thảo luật đất đai sửa đổi nhằm giải quyết những vấn đề bất cập tồn tại trong quá trình quản lý và sử dụng đất đai như giao đất, cho thuê đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thu hồi đất, xác định giá đất và nhất là các cái vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện các kết luận của Thanh tra Chính phủ, kết luận của Kiểm toán Nhà nước và các cái nội dung của các bản án của tòa án nhằm khơi thông nguồn lực về đất đai, nguồn lực xã hội để thúc đẩy sự phát triển của thành phố. Hội thảo gồm 2 phiên toàn thể và 4 phiên chuyên đề, theo 4 nhóm chủ đề gồm vấn đề quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, việc thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư, phát triển quỹ đất, về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu thông tin đất đai, về cơ chế chính sách tài chính, giá đất, phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực. Tại các phiên chuyên đề đã có nhiều ý kiến tham gia góp ý, đề cập nhiều nội dung cụ thể, xuất phát từ thực tiễn cần sửa đổi, đề cập trong dự thảo luật. Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố đề nghị các nội dung liên quan về kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất cần thống nhất với các luật chuyên ngành khác. Trong cái quy định của đầu tư nó rất là rộng và nhiều cái nội dung đấu thầu. Tuy nhiên là hiện nay khi chúng ta soạn thảo, chúng ta dùng cái cụm từ là đấu thầu dự án có sử dụng đất dễ gây nhầm lẫn, trong khi đó luật đầu tư thì chúng ta ghi là tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Cho nên cái này thì cũng đề nghị các đồng chí là sửa đổi để cái cụm từ cho nó phù hợp với tất cả các luật và triển khai xuyên suốt. Tại hội thảo, nhiều ý kiến của các doanh nghiệp cũng quan tâm các vấn đề về giải quyết những vướng mắc hiện tại trong tính giá đất cũng như việc chuyển nhượng đất. Chúng tôi là đơn vị thứ ba nhận chuyển nhượng sử dụng đất từ tổ chức kinh tế khác, không phải tổ chức thành phố. Thì những cái chuyện nhượng đấy thì chúng tôi có phải là được áp dụng khi có những vấn đề tranh chấp xảy ra, thì chúng tôi có phải là bên thứ ba ngay tình theo cái bộ luật hình sự để mà áp dụng trong cái điều 37 không? Tại vì trong điều 37 là điều là cũng biết cũ lại không? Thì chúng tôi đề nghị là xem xét để đưa cái điều luật này vào để giải quyết được dứt điểm những cái tồn đọng mà từ điều luật của 2013 không giải quyết được. Trong thực tế mình ra quyết định giao đất nhưng mà cái thời gian bàn giao đất nó chậm, thì chúng ta sẽ áp dụng cái nào cho nó phù hợp? Hoặc là trong thực tế là chúng ta bây giờ đang áp dụng phương pháp thặng dư, thì nếu như mà phương pháp thặng dư chúng ta định giá đất và chúng ta tại thời điểm định giá đất chúng ta lấy cái doanh thu ước, cái doanh thu gọi là ước tính doanh thu, đúng không ạ? Thì cái ước tính doanh thu này nó sẽ được tính khi doanh nghiệp có doanh thu, đúng không ạ? Như vậy thì nếu như căn cứ vào cái khoảng 3 điều 150 thì tính giá đất ngay từ thời điểm giao đất chẳng hạn, thì cái thời điểm đó doanh nghiệp chưa có doanh thu thì tại sao chúng ta tính cái giá đất tại thời điểm này? Là địa phương có hàng trăm dự án triển khai với hàng vạn hộ dân thực hiện chủ trương di dời giải tỏa, nên vấn đề về thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư, phát triển quỹ đất được nhiều đại biểu góp ý tại hội thảo. Làm sao để tăng giá bồi thường cho người dân
nhất là đối với việc thu hồi đất nông nghiệp, cần tách khâu giải tỏa đền bù ra thành dự án riêng, hay chủ trương nhà nước và nhân dân cùng làm cần được cụ thể hóa trong luật đất đai là những vấn đề trọng tâm được quan tâm. Cái chủ trương nhà nước dân cùng làm thì theo quy định của hội đồng dân thì khoảng 80% mà dân đồng thuận thì triển khai. Thì báo cáo với anh là trong quá trình triển khai thì chỉ còn khoảng là 5% thôi, không tán thành thì cũng rất có cái biện pháp hành chính để xử lý. Và cái việc này thì về phía địa phương đề nghị là nên cụ thể hóa trong luật để có cơ sở tổ chức triển khai thực hiện. Thời gian qua các bạn bằng ở địa phương thì hầu như cái việc mà không có hồ giải tỏa thì số tiền đền bù cũng rất là thấp. Thời gian triển khai đất bằng cũng kéo dài, cho nên giữa đền bù nhà cửa và kiến trúc so với thị trường cũng rất là lớn, cho nên là cái số cái này rất là vướng. Chúng ta đang nói là chúng ta tìm cách tiệm cận thật sát đến giá đất của thị trường. Khi chúng ta bán đất cho người dân, chúng ta có một cái cơ chế đấu giá chúng ta đã áp dụng mấy lâu nay. Nhưng khi chúng ta bồi thường cho dân thì chúng ta đưa ra một giá đất mà người dân không thể đồng tình được, bởi vì người ta không còn cách nào để xoay sở để có thể tái tạo lại được cái cơ sở nhà ở của họ một mức tối thiểu. Cũng tại hội thảo, nhiều bất cập từ thực tiễn các vướng mắc phát sinh qua thực hiện đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu thông tin đất đai, về cơ chế chính sách tài chính, giá đất, phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực đã được các đơn vị địa phương và các chuyên gia góp ý. Các ý kiến tại hội thảo cũng như góp ý của các tầng lớp nhân dân được các ngành địa phương triển khai lấy ý kiến sẽ được thành phố tổng hợp để báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.